quyền sở tại cùng quý vị khách quý gần xa. Giờ phút này đây, nơi đạo tràng chùa Cổ An chúng con, hơn 300 các bạn thiền sinh đã tay chắc cúc sen trang nghiêm, dễ thương, xin được cung đón sự chứng dự của chư tôn thiền đức tăng, cũng như quý vị lãnh đạo chính quyền, quý vị khách quý gần xa tham dự chứng minh cho buổi lễ khai mạc khóa tu của chúng con ngày hôm nay. Xin được thành tâm đảnh lễ cung đón ước chân an lạc thảnh thơi của quý vị. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Chúng ta sẽ cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Oh.
lá cờ Phật giáo chào đạo kỳ cử đạo ca. Người xưa đã khuất, các vị ngã hôm nào cho tổ quốc, để hôm nay quê hương xanh thắm như bây giờ. Một phút mặc niệm cho chư vị tiền bối hữu công, chư anh linh chiến sĩ đã vì quốc vong thân, đồng bào tử nạn vì đại dịch Covid. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, quý vị lãnh đạo chính quyền, quý vị khách quý an toàn. Các con nhẹ nhàng ngồi xuống trong sự chánh niệm tĩnh lặng dễ thương. Sang bước Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng chứng minh. Thưa quý vị lãnh đạo chính quyền, quý vị thầy cô giáo, quý vị khách quý gần xa, thưa tất cả quý liệt vị, ngày nay xã hội ngày càng phát triển vượt bậc thì những giá trị về tình người dần mai một. Các giá trị về đời sống, hạnh phúc cá nhân, tình cảm gia đình dần bị bỏ quên. Những ảo giác hệ thống trí tuệ thông minh tích cực đi kèm với đó là những hạn chế về giáo dục. Những hạt mầm tươi mới ngay từ ô cửa thiền giúp các em phát triển cảm xúc, tư duy, trí tuệ, ý thức. Sau đây, ngày 5 tháng 6 năm 2022, Chùa Cổ Am tổ chức khai mạc khóa tu tuổi trẻ, tự giới thiệu thành phần chứng minh và tham dự năm diễn văn khai mạc của ban. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư... Xin được cung kính giới thiệu trưởng ban tổ chức khóa tu Hòa Thượng Thích Hạnh Bình, trụ trì Chùa Cổ Am. Chúng tôi xin được danh Diệu Âm Đồng Tuệ. Để chào mừng cho buổi lễ khai mạc của chúng ta ngày hôm nay, giờ này chúng con xin thành kính cung
nhằm thực hiện chủ trương hoằng dương Phật pháp, lời đạo ích đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Phổ An tổ chức khóa tu năm này từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 năm 2022 với chủ đề tự lập và trách nhiệm dành cho các lứa tuổi từ 10 tuổi cho đến 17 tuổi, nhằm huấn luyện truyền trao kỹ năng sống cho các con ở hai phương diện: một, kế thừa phát huy truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc, viết văn lời ông bà cha mẹ, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây; hai, muốn đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cần phải làm tròn bổn phận người làm con trong gia đình, làm người công dân tốt trong xã hội, xem đó như là nền tảng để xây dựng cái hạnh phúc xã hội lành mạnh, quốc gia an bình và phát triển. Kính thưa quý vị, trong kinh Đại Tập Đức Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, hay là cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế. Tập vậy, hiếu đạo không chỉ có trong Phật giáo mà còn là truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc là ta từ xưa cho đến nay. Thừa hưởng truyền thống tốt đẹp này mà ông bà cha mẹ đã răn dạy ta từ thuở ấu thơ, muốn đến người phải biết ơn tổ tiên hiếu dưỡng với bậc sinh thành, biết kính người trên, nhường nhịn người nhỏ hơn mình. Tuy nhiên, trong đời sống thực tế, chúng ta không thể dừng lại sự biết ơn mà phải thể hiện lòng biết ơn ấy qua hành động cụ thể. Do vậy, để rèn luyện các con sống có tự lập và trách nhiệm với bản thân và xã hội là nhu cầu không thể thiếu. Trong kinh Đức Phật dạy, hãy tự mình ngọn đèn sáng cho chính mình, hãy tự mình y tựa chính mình, chớ y tựa một người, chớ y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ y tựa, chớ nương tựa một cái gì khác. Ở đây, tự lập chính là việc các con tự bước đi trên đôi chân của mình, cũng như lên kế hoạch tương lai cho các con từ rất sớm. Điều này thực hiện được cái không phụ thuộc vào ý chí nghị lực, sự quyết tâm cao của các con và sự giáo dục từ gia đình. Khi các con có cách sống tự lập, sẽ không thích ý lại và phụ thuộc vào người khác, cho dù đó là bố mẹ của chính các con. Và ngược lại, đến một ngày nào đó, khi các con bước ra khỏi ghế nhà trường, không được bao bọc giúp đỡ của gia đình, người thân, ác hẳn các con sẽ cảm thấy bất lực, vô dụng khi không thể tự làm điều mình buộc. Một câu dân ngôn hay nói về cách sống tự lập: hãy tự giúp mình thì mọi cơ hội sẽ mở ra cho bạn. Dù cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, cùng nhiều thử thách đang đợi phía trước, tuy nhiên không phải một người thân nào của các con hay bất cứ một người nào khác cũng đủ thời gian để sát cánh cờ vai, chỉ đường dẫn lối để các con có định hướng tương lai một cách tốt nhất. Do vậy, tự lập là tự đứng trên đôi chân của mình, vận dụng trí tuệ và nghị lực là chiếc chìa khóa vàng để mở cửa thành công, là đức tính quý báu mà ai cũng cần phải có. Vậy thế nào là sống có trách nhiệm? Sống có trách nhiệm là việc làm toàn nghĩa vụ và bổn phận của mọi cá nhân với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Biết suy nghĩ, phân biệt đúng sai, phải trái, hiểu rõ quy luật nhân quả, làm chủ hành vi của bản thân, dám chịu trách nhiệm về việc làm của chính mình. Khi bản thân rèn luyện, hình thành đức tính tự lập, các con sẽ biết tự sống có trách nhiệm với những việc mình đã hứa, đã làm, cũng không đổ lỗi cho người khác trước kết quả không mấy tốt đẹp. Trước những mục tiêu hòa đảo lớn lao, các con sẽ biết cách tự lên kế hoạch, hành động để vượt qua khó khăn. Đây là tiền đề giúp mỗi con người khai phá sức mạnh trí tuệ bản thân, phát huy cá tính sáng tạo. Người có tính tự lập và trách nhiệm ắt sẽ đạt được thành tựu. Tự lập chính là nhân tố thúc đẩy mỗi con người tự mình vượt qua mọi rào cản, bứt phá còn áp còn bản thân để thành công. Trước những trông gai thử thách,
các con sẽ bình tĩnh, sáng suốt, lựa chọn hướng đi đúng đắn. Các con nên biết rằng tấm gương soi sáng các loại đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật. Nếu như Ngài không tự lập tư duy, không trách nhiệm với nhân loại thì làm gì có đạo Phật ngày hôm nay trong tương lai. Tuy nhiên, kiến thức không chỉ gói gọn trong sách vở, các con cậu để hoàn thiện bản thân hơn. Trong gia đình chúng ta là phận làm con, làm chỉ đua đòi theo những thói hư tật xấu, chẳng bao giờ nghe giảng, chẳng khi tập khi không được bạn đáp ứng yêu cầu nào đó. Học đặc biệt nhiều em trẻ ở thành phố quen được bố mẹ luôn chiều, thậm chí nhà còn có nhiều người thất nghiệp dẫn đến các con mất đi khả năng từ chăm sóc bản thân như đào quét nhà, nấu thức ăn. Sở tại thưa toàn thể quý vị khách quý, và giờ đây thay cho lời cảm tạ sự hoan hỷ chứng minh tài hiểu và thương nha. Một lần nữa thay mặt
Giờ này chúng tôi nhận thấy có một lẵng hoa đến từ câu lạc bộ tín nguyện sẽ tặng cho ban tổ chức chúc mừng sự thành công của khóa tu của chúng ta. Mời đại diện câu lạc bộ tín nguyện sẽ tặng hoa cho đại diện ban tổ chức Đại Đức Thích Đồng Tường. Tất cả các con cùng vỗ tay thật lớn ha. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan. Chúng con xin được cung tiễn bước chân chư tôn đức cùng quý vị quan khách về phòng khách thiền trà nghỉ giải lao. Nam mô Bồ xin mời gia đình thị xã đi trước, mời gia đình nào gia đình đó nhẹ nhàng bước và di chuyển về khu vực sinh hoạt gia đình của mình.